Chào các bạn. Hôm nay chủ nhật nhưng mà mình bán luôn biệt thự mini các bạn ha. Bán luôn biệt thự mini. Tiện làm văn phòng, nhà ở, buôn bán đều được. Thì trước khi đi vào chi tiết, các bạn đăng ký ủng hộ kênh. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Đây là một cái căn nhà góc mặt hai mặt tiền đường. Mặt tiền đường nhựa phía trước là rộng khoảng 7 mét. Đây, đây là cái vị trí căn nhà mình sẽ dẫn các bạn đến cái căn nhà đó. Đây là con đường Tân Kỳ Tân Quý này các bạn ha. Các bạn đi thẳng xuống là gặp Trường Chinh, Âu Cơ, sân bay, đi về An Sương, Gò Vấp, Bãi Hiền. Đó còn cái hướng đi lên ngược lại đó là các bạn đi ra Tân Phú, khu trung tâm thương mại Aeon. Đó, rồi giờ mời các bạn đi tiếp với mình đi vào cái căn nhà này. Đây, các bạn thấy con đường không? Con đường này rộng khoảng 7 mét. Nối từ Tân Kỳ Tân Quý qua Tân Sơn Nhì. Các bạn ha. Từ Tân Kỳ Tân Quý qua Tân Sơn Nhì. Và căn nhà của mình tọa lạc trên con đường này. Con đường xe cộ đi lại rất sầm uất, buôn bán rất tốt các bạn ha. Đặc biệt xin giới thiệu với các bạn, đây là cái căn nhà căn nhà góc hai mặt tiền đó các bạn, như này, căn nhà sân xanh đó đó, hai mặt tiền các bạn. Căn nhà gồm một trệt hai lầu và sân thượng đó. Đây căn nhà góc luôn bạn ạ, bên hông có thể mình buôn bán được luôn đó. Phía trước là mặt tiền đường đó. Thì căn nhà này mình cũng nói sơ bộ với các bạn là vừa thiết kế theo cái dạng biệt thự mini. Các bạn có thể làm nhà ở, làm văn phòng công ty đều được. Nói chung chủ nhà đang rất kẹt tiền nên người ta bán. Nói chung là mấy tháng dịch vừa rồi làm ăn thua lỗ, bây giờ nói chung là cũng giải quyết một số cái công việc nên người ta bán gấp cái căn nhà này. Đó, đây là cái mặt hẻm hông các bạn ha. Mặt hẻm hông này cũng thông luôn các bạn ha, thông luôn. Đó, đây đằng sau của nó là cũng một cái hẻm, nghĩa là căn nhà này ba mặt tiền đường, ba mặt tiền đường. Đây, các bạn thấy không, rất là thông thoáng. Rồi nãy là mình đi xem cái mặt hông rồi, rồi mặt đằng sau nhà. Bây giờ mình đi lên cái cổng trước này, cái căn bước vào nhà này. Đó, thì khi bước vào nhà bên tay trái của mình á thì có một cái khoảng sân. Khoảng sân này thì các bạn có thể là tận dụng để sau này mình bán cà phê hoặc là làm cái vườn cây kiểng hoặc là chỗ đậu xe chẳng hạn ha. Thì căn nhà với diện tích là ngang 6m18, dài 15m86, công nhận trong sổ là 98,1m2. Đó nghĩa là gần 100m2 các bạn ha, gần 100m2. Đây là cái sảnh phía trước. Cái dạng làm như là cái nếu mà mình làm nhà ở thì đây là cái phòng khách. Và nếu như là làm văn phòng công ty thì đây là cái chỗ tiếp khách hàng trước khi đưa lên các cái phòng ban. Đó các bạn nhìn thấy không? Cái dạng nhà ở cũng được mà là dạng văn phòng công ty cũng được. Thì căn nhà này các bạn nhìn thấy đó, chút xíu mình sẽ quay tiếp cho các bạn. Thì mình muốn báo giá gấp cho các bạn luôn để các bạn tiện theo dõi. Là căn nhà này chủ nhà gửi bán với giá 10 tỷ 8 còn thương lượng. 10 tỷ 8 còn thương lượng nha các bạn ha. Gần 100 mét vuông đất. Và gồm kết cấu của nó là gồm một trệt hai lầu và sân thượng. Nội thất đầy đủ, làm văn phòng công ty, làm nhà ở cũng được luôn. Đó thì các bạn đi sâu vào trong thì bên tay phải các bạn là có một cái khu nhà vệ sinh, cái tổ hợp nhà vệ sinh. Vừa có nam vừa có nữ đó. Còn phía sau là một cái gara để xe rất là tiện các bạn ha. Thì cái gara này mình sẽ chạy vào cái đường bên hông. Gara này này có thể đậu được xe hơi và xe Honda đó. Thì căn nhà thiết kế với 4 phòng ngủ, 4 cái nhà vệ sinh, phòng khách, phòng ăn và sân thượng. Nói chung là về cái bố trí về
cái không gian đó ở trong nhà thì khá hợp lý nha các bạn ha, khá hợp lý. Các bạn về làm cái biệt thự để nghỉ dưỡng cũng được, hoặc các bạn buôn bán cũng được, hoặc các bạn làm văn phòng công ty đều được. Đó, giờ mời các bạn đi lên lầu 1. À, căn nhà này thiết kế theo dạng lệch tầng nha các bạn ha, theo dạng lệch tầng. Đó, các bạn vừa bước lên thì bên tay trái các bạn có một cái phòng ngủ hoặc là phòng làm việc đều được. À, nếu các bạn làm nhà ở thì làm một cái phòng ngủ khá rộng. À, nếu mà làm văn phòng công ty thì đây cũng là một cái phòng ban nào đó để mình bố trí ở tầng này. Rất rộng rãi các bạn ha, rất rộng rãi. À, thiết kế cũng khá bắt mắt. À, các cái chiều cao tầng á, thì cũng vừa phải, chứng tỏ rằng này cái dàn lạnh của mình sẽ không hoạt động hết công suất, thì đây là một cái điều rất tốt các bạn ha, điều rất tốt. Rồi, mời các bạn đi lên cái tầng tiếp theo, nghĩa là bố trí theo dạng lệch tầng mà. Đó, trước một phòng, sau một phòng. Đó, giờ mời các bạn nhìn cái phòng phía trước. Đó, phòng phía trước này thì cũng vậy luôn. À, nhưng mình giới thiệu cho các bạn có thể bố trí phòng làm việc của giám đốc hoặc phó giám đốc hoặc các phòng ban hoặc các bạn bố trí phòng ngủ đều rất tốt các bạn ha, đều rất tốt. Đó, trước đây cũng đây là cũng làm cái văn phòng công ty. À, nhưng vì vừa mấy năm qua thì dịch bệnh thành thử là làm ăn không hiệu quả nên giờ người ta muốn bán luôn cái căn nhà này. Đó, tiếp tục mời các bạn đi lên cái phòng tiếp theo. Phòng phía sau này thì khá rộng các bạn ha, phòng phía sau khá rộng. À, nói chung là có bố trí các cái khoảng không, các cái mảng cây xanh, và bên hông nó thì có những cái cửa để mình ra cái hẻm hông thì rất là thoáng. Đó, các bạn thấy không? Đây là các cái tủ để mình đựng cái hồ sơ, đựng tài liệu. Hoặc là các cái phòng họp giao ban đều được. Đó, nói chung với căn nhà này mà nếu hiện tại cái tiền xây dựng thì cũng khá lớn các bạn ha, tiền xây dựng khá lớn ạ. Cái này hơn 300 diện tích sàn, khá lớn, và nội thất bố trí như một cái văn phòng công ty hoặc cái nhà ở đều được, thì cái giá thành rất cao. Diện tích đất không là gần 100 mét vuông rồi. Rồi còn căn nhà này nữa thì với giá bán 10 tỷ 8 mình thấy là khá rẻ, tại vì người ta rất cần tiền. Đó, mời các bạn đi lên tiếp tục cái lầu 2 phía trên này. Nó phía trước cũng có một phòng đây các bạn này. Đó, phòng này cũng bố trí phòng làm việc đều được không? À, có những cái có thể các bạn dùng để làm máy chiếu, máy chiếc đồ cắt được đều được luôn. Các phòng ban ngồi đều được, hoặc các bạn làm các cái phòng ngủ đều ok. Với màu sắc hài hòa, thiết kế khá bắt mắt, giá bán hợp lý và mặt tiền đường thông thoáng. À, bạn nào có nhu cầu thì cứ điện thoại cho mình với cái số điện thoại ở trên. À, mình sẽ tư vấn thêm cho các bạn và dẫn các bạn đi xem nhà. Đó, còn phía trên cùng này ha, vừa có bố trí một cái bếp, một cái phòng ăn. Đó các bạn ha, đây là cái phòng ăn và cái bếp, nghĩa là ví dụ như là các bạn về về gia đình thì về nấu nướng ở đây thì quá tốt rồi. À, văn phòng công ty thì cũng có cái chỗ để nấu nướng, tổ chức cái bữa cơm cho các cái anh em nhân viên công ty. Đầy đủ tiện nghi các bạn, đầy đủ tiện nghi. Rồi các bạn, phía sau này này có một cái sân thượng này. Đó, có những cái mảng cây xanh rất tốt. Nếu mình về làm nhà ở thì đây là cái sân phơi giặt giũ và tận dụng để trồng các cái rau sạch chẳng hạn. Đó, và có lối đi lên sân thượng luôn luôn nha các bạn ha, đầy đủ rồi. Nói chung là khá hợp lý. Và đây là cái hồ sơ pháp lý của nó. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bạn nào có nhu cầu thì cứ điện thoại cho mình. À, mình sẽ tư vấn thêm. À, cảm ơn các bạn.